Sáng 22 tháng 9 tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh, tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết một năm tỉnh an toàn giao thông. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Nguyễn Trí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương, đại biểu các tỉnh thành phố về phía tỉnh bắc ninh đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị cùng dự có các đồng chí lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh các huyện thị xã thành phố ngay sau khi được chọn thí điểm xây dựng tỉnh an toàn giao thông, tháng 3 năm 2023, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 87 về xây dựng tỉnh an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 71 về xây dựng tỉnh an toàn giao thông. Tỉnh đã ban hành 18 quy tắc văn hóa giao thông của người Bắc Ninh, 6 bộ tiêu chí về an toàn giao thông, ban hành tiêu chí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng. Sau hơn một năm thực hiện thí điểm xây dựng tỉnh an toàn giao thông, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, dần hình thành văn hóa giao thông của người Bắc Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững đảm bảo an toàn hạnh phúc cho nhân dân công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, triển khai sâu rộng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, hạ tầng giao thông được tăng cường, nhiều công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành, nhiều bất cập tồn tại nhiều năm được khắc phục, công tác tổ chức giao thông được giả soát kỹ lưỡng, xử lý triệt để các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Việc triển khai sử dụng công nghệ được đẩy mạnh, công an tỉnh đã sử dụng AI trí tuệ nhân tạo phân tích hình ảnh để phạt nguội, chỉ huy điều hành giao thông hoàn toàn trên môi trường điện tử công tác tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả cao, các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông được phát hiện, xử lý tăng cao so với trước khi thực hiện tỉnh an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng đã xử phạt 45.401 trường hợp với số tiền 103,5 tỷ đồng, tăng 101% so với trước khi xây dựng tỉnh an toàn giao thông. Riêng xử lý phạt nồng độ cồn 15.067 trường hợp, tăng 146% xử phạt tốc độ 6.377 trường hợp, tăng hơn 5 lần. Trên địa bàn không có xe cơi nới thành thùng, qua đó tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm sâu, giảm 16% số vụ, 20% số người chết, 19% người bị thương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến của bộ công an về triển khai thí điểm mô hình tỉnh an toàn giao thông là địa phương đầu tiên được bộ công an lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình này tỉnh bắc ninh đã triển khai thực hiện với cách làm bước đi phù hợp với bối cảnh tình hình điều kiện cụ thể trên địa bàn đạt những kết quả tích cực làm thay đổi bộ mặt trật tự an toàn giao thông của tỉnh góp phần bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân Thủ tướng Chính phủ chỉ ra 6 bài học kinh nghiệm quan trọng, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển con người triển khai hiệu quả luật giao thông đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đổi mới đa dạng hóa nội dung hình thức nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về trật tự an toàn giao thông phù hợp hấp dẫn với từng nhóm đối tượng tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm sự đồng bộ liên thông kết nối hài hòa các phương thức giao thông vận tải nâng cao năng lực quản lý điều hành phối hợp các lực lượng trong bảo đảm đảm trật tự an toàn giao thông, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảm bảo trật tự an toàn giao thông tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả thủ tướng đề nghị sau hội nghị bộ công an bộ giao thông vận tải tỉnh bắc ninh tiếp tục tổng kết hoàn thiện mô hình tỉnh an toàn giao thông các cơ quan nghiên cứu tính toán triển khai nhân rộng xây dựng mô hình với lộ trình bước đi cách làm phù hợp tình hình điều kiện của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng vừa làm vừa rút kinh nghiệm mở rộng dần không cầu toàn không nóng vội mang lại hiệu quả đáp ứng yêu cầu của nhân dân hướng tới mục tiêu tất cả các tỉnh thành phố đều là tỉnh an toàn giao thông Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ như cấp kinh phí đào tạo sát hạch bằng lái xe cho toàn bộ công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn, vân vân. Đồng thời sẵn sàng chuyển giao kinh nghiệm cho các địa phương khác. Tại hội nghị, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong một năm xây dựng tỉnh an toàn giao thông đã được các cấp khen thưởng.